Gửi lời chào và cảm ơn toàn thể quý vị đã đến với Đức Phước Trần Channel. Với video này thì Đức Phước Trần Channel xin được gửi đến quý vị những hình ảnh cũng như một vài cái thông tin về những cái cung đường ở cái khu vực vùng nông thôn ở vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Nam Bộ. Kính thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại Đức Phước Trần Channel đang đi về cái vùng cuối của tỉnh Long An, nơi giáp tranh của tỉnh Long An với tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Tiền Giang và giáp tranh với đất nước bạn Campuchia. Thì đây là cái khu vực một phần của vùng tứ giác Long Xuyên cũng như là vùng trũng của vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long. Khi mà có triều cường của sông Mekong dâng lên thì đây là một cái rốn chứa nước của Đồng bằng sông Cửu Long khi nước lũ tràn về. Và với những hình ảnh hai bên đường quý vị đang nhìn ngắm đây rất là đẹp. Sở dĩ Đức Phước Trần Channel muốn gửi đến chúng ta những cái hình ảnh cũng như video này là bởi vì thấy trên cái cung đường này quá đẹp. Đây là một cái cung đường nông thôn thôi, vùng sâu vùng xa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy rằng là dân trí ở đây họ cũng có một cuộc sống rất là an lành và khấm khá. Dẫu biết rằng là ở đâu đó cũng còn khá nhiều những cái người đã sống trong cái khu vực khó khăn, vất vả. Cũng có rất là nhiều người có cái cuộc sống rất là cực khổ hay là gặp những cái khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên thì với video này Đức Phước Trần Channel muốn gửi đến chúng ta những cái hình ảnh mà chúng ta cũng thấy mừng, hạnh phúc cho đất nước Việt Nam chúng ta. Cũng hiện nay cũng đổi sang một cái trang mới, chúng ta cũng có được cái sự phấn khởi, một cái niềm tin mới. Bởi vì đây là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, nhưng mà cuộc sống của người dân cũng rất là khang trang. Thứ nhất là chúng ta đang thấy rằng là Đức Phước Trần Channel đang đi cái cung đường này thì phần lớn có thể nói rằng là 80-85% những cái đường nông thôn hiện tại bây giờ thì đều là được trải nhựa hoặc là lót đan như thế này, nên là dân trí cũng được nâng lên và họ cũng có đèn đường, mặc dù là đèn đường nông thôn thôi nhưng mà cũng có được cái hệ thống đèn đường chiếu sáng. Cho nên có thể nói rằng là khắp các tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long thì có thể nói 80-85% thì cũng đường nhựa, đường đan khang trang như thế này. Trước đây Đức Phước Trần Channel vào thời ấu thơ thì còn nhớ rằng là phần lớn những cái đường đó đường đất hoặc là đường đó đường đá đỏ, đường đá xanh. Còn hiện tại bây giờ thì cũng là đường đan khang trang như thế này. Thứ hai là điều hạnh phúc là chúng ta thấy phần lớn hiện tại bây giờ thì có thể nói là 90% là những cái nhà ở vùng nông thôn, ở vùng sâu vùng xa thì đây là những cái căn nhà mà đã được xây cất kiên cố, tức là được xây tường, xây gập, chứ không còn là nhà đất, nhà lá, nhà tranh như ngày trước nữa. Nếu mà hiện tại bây giờ tệ lắm thì cũng là nhà tôn, chứ không có còn là nhà lá như trước đây. Điều đó điều hạnh phúc, điều đáng mừng cho những người dân của chúng ta có một cái trang mới. Như Đức Phước Trần Channel có vừa chia sẻ rằng là dẫu biết rằng là ở đâu đó, ở những cái vùng nào đó thì vẫn còn những người dân khó khăn, vất vả, khổ cực. Tuy nhiên thì phần lớn là hiện tại bây giờ những cái căn nhà của người nông dân ở đây thì cũng được khang trang, kiên cố, cho nên là không có sợ mưa, gió, bão vân vân, hay là những cái khi mà trời mưa bão thì họ không có những cái chỗ khang trang để trú ngụ. Như chúng ta nhìn ở cái đường đây thì rất là đẹp, được người dân người ta trồng hoa, cỏ, cây, và nhà của người dân ở đây thì cũng được khang trang. 90% đây là nhà xây và được kiên cố, nên đó là điều hạnh phúc cho những người dân ở đây. Người dân Việt Nam chúng ta nói chung và người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long miền Tây Nam Bộ nói riêng thì phải nói rằng là cuộc sống rất là yêu đời, rất là nên thơ, nên là xung quanh họ nhà lúc nào cũng có trồng những hoa cây cỏ, nên chúng ta thấy đường nông thôn nhưng mà rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì hiện tại Đức Phước Trần Channel đang đi ở trên một cái con đường cặp với một cái con kênh. Đây là một cái con đường mang tên là kênh 5000.
đây cũng là một trong những cái khu vực được gọi là vùng miệt thứ của miền Tây Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Những cái video trước của Đức Phú Trần Channel có dịp chia sẻ đến quý vị những cái thông tin về khu vực miệt thứ, miệt vườn, miệt U Minh, vân vân. Thì nếu như miền Trung thì chúng ta có những cái khu vực của vùng xứ xứ Quảng, xứ Lạng, xứ Nghệ vân vân, thì ở miền Tây Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có từ miệt, đó là miệt vườn, miệt thứ, miệt U Minh. Thì đây là một trong những cái phần của cái khu vực vùng miệt thứ. Bởi vì đây là cái khu vực mà bị nhiễm phèn nặng trước đây, chính vì thế để trồng được lúa ruộng thì người dân cũng như là chính quyền địa phương đã cho đào những con kênh thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thứ tư, kênh 1.000, kênh 2.000, kênh 5.000, kênh 8.000 vân vân. Cho nên đây là những con kênh mà quý vị đang thấy rất là thẳng tắp. Họ lấy đất từ ở dưới kênh đắp lên đây để thành một cái con đường và tạo thành một cái con đê để ngăn nước lũ khi có mùa lụt, nước là nước của triều cường sông Mekong tràn về, để họ có thể bảo vệ được đồng ruộng và những cái vườn tược của họ. Nên đây là cái vùng miệt thứ, và chúng ta thấy rằng là đây là những cái dòng kênh được đào với những cái phương tiện cơ giới về sáng cạp, sáng thổi vân vân, để có được cái dòng kênh khang trang như hôm nay. Thì Đức Phú Trần Channel đang đi qua cái khu vực này, đây là cái dòng kênh 5.000, tức là con kênh này nó dài 5.000 mét, tức là khoảng 5 cây số. Đây, chúng ta thấy hai bên đường người dân người ta trồng hoa cây cỏ rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Quý vị thân mến, khu vực mà Đức Phú Trần Channel đang đi ngang qua đây, đây là cái khu vực mà người ta sản xuất về lúa gạo, trồng về nông nghiệp là chủ yếu. Bởi vì phía sau của những cái hàng cây này, sau những dãy nhà này, đây là những cái khu vực của đồng ruộng, đồng lúa. Và khu vực này hiện tại bây giờ thì người ta trồng thêm cây ăn trái. Chủ yếu cây ăn trái đây thì quý vị đang nhìn hai bên đường, đó là người ta trồng cây mít. Với cái số lượng về diện tích trồng mít ở đây thì rất là nhiều, nhà nhà trồng mít, người người trồng mít. Tuy nhiên mít ở đây thì đây là gọi là mít cao sản hay gọi là mít Thái. Đây là cái loại mít mà cho ra cái sản lượng rất là cao, tức là ngắn ngày, trồng với thời gian ngắn thì có thể thu hoạch được, và cái sản lượng thì rất là nhiều, bởi vì rất là trĩu quả, và mỗi một cái trái như vậy thì có cái trọng lượng rất là lớn, một trái có thể nặng được tới 20-30 kg, nên là cái giá thành năng suất nó cao. Tuy nhiên thì về chất lượng thì nó không bằng với loại mít xa xưa của Việt Nam ta, gọi là mít vườn hay mít nghệ. Mít vườn hay mít nghệ của người dân chúng ta ngày xưa thì rất là ngon, thơm, ngọt và rất là mọng nước. Cái muối mít nó vàng ươm, tuyệt vời. Tuy nhiên là mít đó thì trồng với thời gian khá là dài và cái năng suất rất là ít. Nên cái việc mà trồng loại mít xa xưa, mít vườn, mít nghệ thì hiện nay không được chuộng lắm, mà người ta đều trồng với cái loại mít mới bây giờ, gọi là mít cao sản hay là gọi là mít Thái đó, thì cho cái năng suất cao hơn. Quý vị thân mến, thì hiện tại Đức Phú Trần Channel đang đứng ở khu vực này. Đây là cái khu vực của gọi là ngã tư sông. Và chúng ta thấy là ngã tư của con sông này thì hiện nay thì cũng được khang trang, như Đức Phú Trần Channel vừa chia sẻ chúng ta thông tin là vùng nông thôn, đường xá cũng được khang trang, được lát đan hay là được trải nhựa, chứ không còn là đường đá đỏ hay là đá xanh hay là đường đất ngày xưa nữa. Và hầu hết thì điện đường cũng đã về tới tận cái vùng nông thôn này. Nên đó là một cái điều đáng mừng, đáng khen
cũng như là có một cái niềm vui trong cuộc sống. Xin được chúc mừng những người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa này. Bởi vì tại sao gọi là vùng sâu vùng xa, vùng khỉ ho cò gái? Bởi vì ở đây là rất là xa thưa quý vị các bạn. Ở đây đây là đúng là cái nghĩa đó, vùng nông thôn. Và đây là cái rốn của đồng bằng sông Cửu Long, vùng trũng của vùng tứ giác Long Xuyên đây. Và chúng ta thấy những cái con kênh này rất thẳng tắp, bởi vì đây là những con kênh mà được đào bằng những cái hệ thống máy cơ giới sáng cạp, sáng thổi v.v. Cho nên là ở đây thì những cái con kênh đây là thẳng tắp, không phải là cong cong vẹo vẹo. Bởi vì những cái con kênh mà nó cong cong vẹo vẹo đó là những con kênh mà tự nhiên, còn đây là những con kênh mà có bàn tay con người đặt vào. Rất là vui, hạnh phúc là hôm nay có dịp đi về lại cái vùng sâu vùng xa này, thì thấy được cái cuộc sống người dân ở đây nó cũng khang trang, nhà cửa đường xá cũng rất là đẹp, tươi tốt. Nên có muốn gửi đến quý vị những cái hình ảnh với video này, cũng mong rằng chúng ta cùng hưởng ứng, chia sẻ và cùng có những niềm vui với Đức Phước Đằng Channel. Nếu chúng ta thấy những phút vừa rồi cũng mang đến chúng ta những điều thú vị, bổ ích, thì xin mời chúng ta cùng bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Và xin hẹn lại những video kế tiếp. Chúc chúng ta có một cuộc sống an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.